Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Như anh chị và các bạn đã đọc cái bài viết của Hòa về cái mục tiêu đầu tư năm 2021, thì trong cái nội dung bài viết có cái phần về mặt phân bổ tài sản đầu tư. Thì Hòa làm cái video này để mà chia sẻ cho các anh chị và các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức mà thực hiện phân bổ tài sản đầu tư mà Hòa vẫn đang thực hiện. Thứ nhất là Hòa có hai cái giả định để các anh chị nắm được. Thứ nhất đó chính là số tiền đầu tư giả định là 500 triệu đồng. Và thứ hai là cái mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng của Hòa trong năm 2021 này là 15%. Và có một số các cái nguyên tắc mà Hòa sẽ chia sẻ với các anh chị như sau. Thứ nhất đó chính là chia tiền vào nhiều kênh đầu tư. Thứ hai nữa là tỷ lệ đầu tư trên một kênh đầu tư tối đa là 30%. Thứ ba nó chính là ưu tiên bảo toàn vốn gốc. Thứ tư đó chính là phân bổ vốn vào kênh đầu tư tăng trưởng tối đa là 50%. Và cái việc phân bổ vốn vào kênh đầu tư tăng trưởng tối đa này bằng hình thức tích lũy tài sản và cái tỷ lệ phân bổ như thế nào? Thì với các kênh thu nhập ổn định như là tiết kiệm ngân hàng này, trái phiếu, quỹ đầu tư trái phiếu, cho vay ngang hàng hay vàng thì Hòa để là 55% và kênh tăng trưởng là 45%. Đó là cổ phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu và bất động sản. Thì tại sao Hòa lại xếp vàng vào kênh thu nhập ổn định? Thực ra là vàng thì nó không tạo ra cái giá trị tăng trưởng, nhưng nó lại tăng trưởng theo sự phát triển của lạm phát. Đó. Chính vì vậy mà Hòa đưa nó vào cái kênh thu nhập ổn định. Và trong thực tế thì bình quân mỗi năm vàng cũng sẽ tăng khoảng độ 10%. Và trong 5 năm gần nhất thì Hòa tính toán ra con số như vậy. Cách mà Hòa sẽ chi tiết phân bổ cái tài sản thì sẽ thực hiện như thế nào? Đây là anh chị có thể xem được cái bảng mà Hòa đã làm phân bổ. Thế thì trong đây sẽ có những cái cột nào? Thứ nhất là cột phân bổ tài sản, thứ hai là cột tỷ trọng để phân bổ, thứ ba là số tiền phân bổ, thứ tư là tỷ lệ lợi nhuận dự kiến, thứ năm là lợi nhuận dự quyến, thứ sáu là lợi nhuận bình quân trên năm và các cái kênh đầu tư chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng cột một nhé. Cái phân bổ tài sản thì sẽ có các kênh gửi tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ cổ phiếu VN30, cho vay ngang hàng, cổ phiếu và vàng. Ở đây cái tỷ trọng sẽ như sau. Với gửi tiết kiệm ngân hàng thì họ sẽ phân bổ khoảng 3% thôi. Coi như đây là một cái khoản dự phòng mà rất là linh hoạt rút ra bất kỳ khi nào cũng được. Thứ hai nữa là trái phiếu doanh nghiệp sẽ là 7%. Thứ ba nữa là chứng chỉ quỹ cổ phiếu VN30 15%, cho vay ngang hàng là 25%, cổ phiếu là 30% và vàng là 20%. Tổng sẽ là 100%. Đây là số tiền phân bổ chi tiết. Và cái tỷ lệ lợi nhuận dự kiến ở đây thì Hòa sẽ tính dự kiến và nó cũng khá sát với cái mức thực tế. Gửi tiết kiệm ngân hàng là 7%, trái phiếu doanh nghiệp là 8%, chứng chỉ quỹ cổ phiếu là 12%, cho vay ngang hàng là 18%, cổ phiếu là 20% và vàng là khoảng 10%. Ở đây thì có những cái tài sản mà thu nhập cố định thì sẽ là màu vàng, anh chị và các bạn nhé. Còn những cái tài sản mà kênh tăng trưởng này thì sẽ là cái thu nhập màu màu xanh này đấy ạ. Đây. Thế thì cái mức mà lợi nhuận dự kiến của cái kênh tăng trưởng này này thì dựa trên cơ sở nào, đúng không ạ? Anh chị sẽ thắc mắc như vậy. Thì Hòa dựa trên hai cái cơ sở, đó chính là sự tăng trưởng của tài sản trong quá khứ và hai là đánh giá và kỳ vọng tăng trưởng của tài sản trong tương lai. Ví dụ như là các cái cổ phiếu mà Hòa đầu tư thì Hòa sẽ đánh giá ở cái mức kỳ vọng của mình đấy, và cái mức tăng trưởng mà theo kế hoạch của cái tài sản đó thì thông thường nó sẽ khoảng độ từ 20 đến 30%. Đó, như những cái cổ phiếu mà hàng đầu đó, thì họ đánh giá nó ở cái mức như vậy. Còn các cái tài sản ở cái mức thu nhập cố định thì thường là khá là chính xác, khá là chính xác. Như gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay ngân hàng là vàng. Đó. Vàng là khoảng 10% trong 5 năm trở lại đây thì nó tăng trưởng 10% một năm. Ở năm 2015 thì nó giá khoảng 35,
Và đến năm 2020 này thì nó đang là 56, thì mình tính bình quân trong vòng 6 năm nó là khoảng 60%, và mỗi năm nó tăng trưởng bình quân 10% và Hòa lấy cái mức lợi nhuận như vậy. Như vậy là Hòa vừa chia sẻ với các anh chị và các bạn về cái chiến lược phân bổ tài sản đầu tư của mình trong năm 2021, và giả định ở một cái mức số tiền đầu tư và lợi nhuận như vậy. Hy vọng rằng là cái góc nhìn này, cái cách thức phân bổ này sẽ giúp cho anh chị và các bạn sẽ dễ dàng thực hiện phân bổ cái khoản tiền đầu tư của mình để đảm bảo đầu tư một cách an toàn, an tâm và vui vẻ trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc anh chị và các bạn luôn luôn đầu tư thành công. Xin chào anh chị và các bạn.